mặc quân phục của lực lượng công an, đeo quân hàm đại tá. Thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên mạo nhận đang công tác tại Bộ Công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khoảng năm 2018 đến nay, có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin vào các cơ quan nhà nước hoặc cho đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại được, với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn 20 tỷ đồng. Thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an, đối tượng này liên tục quanh co chối tội. Tôi cũng chưa nói ai là tôi làm công an, tôi chỉ mặc lên như thế thôi chứ tôi cũng chưa, không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an nọ thế kia. Không chỉ mạo danh là đại tá công an, đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả 3 cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới 200 tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo. Tôi cũng chẳng lấy cuốn sổ đấy ra để tôi sử dụng vào mục đích, bất kể mục đích gì cả. Nói là không sử dụng vào mục đích gì, thế nhưng đối tượng này đã mang 3 cuốn sổ tiết kiệm giả cùng những bộ quân phục công an để lừa chị Liễu, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này, chị Liễu mới biết mình bị lừa. Em nghĩ thì em âm thầm em điều tra, em vào Facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi ấy, em liên hệ mọi người, em hỏi thì em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết. Tinh vi hơn, đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm từ thiện, sau đó đưa lên mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 11 người là bị hại của đối tượng này đến công an quận Bắc Từ Liêm trình báo. Quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn, rồi tìm các câu hỏi để né tránh, để tránh việc vi phạm pháp luật. Hiện cơ quan công an đã thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng 2 chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân. Một số quân trang của lực lượng công an cũng đã được phát hiện trên những chiếc ô tô này. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.